Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Sorento phiên bản full xăng tức là bản máy xăng đấy ạ, bản 2.4 máy xăng và là bản full, bản limited. Chiếc xe này là bản limited rồi cho nên được trang bị đầy đủ các option từ khóa thông minh, đè nổ start thật tốt, điều hòa tự động, ghế da, nội thất ghế da và ghế chỉnh điện, hai cửa sổ nóc và đèn pha bi xenon này, rửa đèn pha này, đèn LED daylight này, tức là đèn LED ban ngày đấy ạ, la răng đúc vành to, 5 chấu vành to, 5 chấu kép to quý vị các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này được sản xuất năm 2010 và nhập về Việt Nam là cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này là màu xám lông chuột quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản ạ. Nguyên bản. Và chiếc xe này thì tôi cũng chia sẻ với quý vị bạn, chúng tôi vừa mới lấy về xong nhé, còn chưa có dọn dẹp gì cả, vẫn còn nguyên đồ của chủ xe ở trong xe đấy ạ. Tôi chưa dọn xe ra, chỉ có rửa qua bên ngoài một chút là tôi quay, tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn mà thôi. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 410 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Sorento bản full xăng 2010 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Sorento full xăng này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Sorento phiên bản full xăng bản limited 2010 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ở cái nhà hàng đằng sau kia, ở xa xa đằng sau kìa, hôm nay có vụ liên hoan gì đó cho nên là hơi ồn ào một chút, thì quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm nhé. Tôi quay ở tại gần đây cho nên là nó rất là ồn ào. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe Kia Sorento phiên bản limited này nhé, màu xám lông chuột quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới lấy về xong đấy ạ. Vừa mới lấy về là tôi chỉ có đem đi tôi rửa qua cái phần bên ngoài thôi đấy, về cái phần ngoại thất bên ngoài thôi, chứ còn bên trong là tôi chưa có dọn dẹp, chưa có dọn đồ của chủ xe ra cơ ạ, vẫn còn nguyên đồ của chủ xe đấy. Và nhìn về cái phần tổng thể và phần bên ngoài thì quý vị và các bạn thấy đây này, nước sơn thì cũng rất là đẹp, và nó cũng có đôi phần xước sát là do chúng tôi chưa có làm cái gì cả đây ạ. Xước sát nếu như nhìn gần vào thì mới thấy được cái những cái vết xước nhỏ thôi ạ. Đó, những cái vết xước nhỏ này là do chủ xe đang sử dụng là nó xước đấy ạ. Tôi chưa có sơn, chưa có dọn dẹp gì đâu quý vị các bạn nhé. Đấy, chưa có dọn dẹp gì đâu cả. Chỉ có vừa mới rửa qua đi là tôi đem tôi quay cho quý vị các bạn xem đây ạ. Những cái vết xước phải nói là nhìn phải thật sát vào thì mới thấy được những cái vết xước nhỏ. Còn lại là và cũng chia sẻ với quý vị và các bạn, nó cũng đã sơn, chiếc xe cũng đã được sơn rồi quý bạn nhé. Chứ vì từ năm 2010 đến bây giờ 12 năm và hơn nữa lại chạy ở đường Hà Nội, một chiếc xe to 7 chỗ ngồi như thế này thì không xước mới là lạ quý vị các bạn ạ. Đấy, cơ bản là như vậy thôi. Xước thì cũng chỉ là sơn cái phần xung quanh của chiếc xe thôi, còn là từ những cái phần cabo này, phần nóc này, cốp sau, chắc chắn một điều là zin nguyên bản rồi, sơn zin nguyên bản của cái cabo này, cốp sau. Đấy. Và nhìn về cái phần đầu thì quý vị bạn thấy luôn đấy, nó là ở cái phiên bản limited cho nên là xe cũng đã được trang bị là đèn pha bi xenon này, rửa đèn pha, đây là cái rửa đèn pha này. Đấy, đèn led ban ngày này. Đấy, đèn led ban ngày này, rửa đèn pha này, đèn pha bi xenon, và còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, chưa xước sát thì luôn quý vị bạn ạ.
Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm này, mặt ca lăng đấy, và camera 360. Đây là cái camera đằng trước các bạn nhé. Chủ xe đã lắp cái màn hình Android và camera 360 rồi, tức là camera quanh xe. Đấy. Cụm đèn pha bên này đây, thưa với quý vị bạn này, chưa có bị xước sát gì cả này, rửa đèn pha này, đèn gầm đấy, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Gương chiếu hậu cũng là gương gập điện và tích hợp xi nhan trên gương này. Đấy, tích hợp xi nhan trên gương. Và cái gương này thưa với các bạn, cái này là không phải xước đâu, nó gọi là xước rất là nhỏ thôi, đánh bóng là hết, không cần phải sơn, nhưng tôi chưa đánh bóng nhé. Và bên dưới này có cả camera bên sườn này, camera 360 là quanh xe đều có ba camera các bạn nhé. Đây, dàn lốp Michelin, chủ xe đã thay cái dàn lốp Michelin này đây, cũng còn rất là dày quý vị bạn ạ, thay từ năm 2019 này. Đấy, lốp này thay từ 2019 này và còn rất là đẹp luôn quý bạn nhá. Đấy, toàn bộ về những phần lốp này, lòng dè này đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa thì kể cả bên phụ này cũng mở cửa này. Đấy, dàn lốp này rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Là dàn đúc mặt phay 5 cánh kép rất là khỏe quý vị bạn nhá. Bậc cửa đầy đủ rồi, có cả bậc cửa rồi quý bạn ạ. Nhìn về phía sau thì quý vị và các bạn cũng thấy được luôn đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị, thứ nhất là camera lùi. Đấy, camera lùi nguyên bản của xe, và chủ xe đã lắp thêm một cái camera hành trình nữa. Đấy, và phía bên dưới là cảm biến lùi này. Cảm biến lùi. Đấy, cảm biến lùi ở dưới này. Đấy. Và đây là cái phiên bản Kia Sorento. Đấy, Sorento và bản Limited đây quý bạn nhá. Đấy, chủ xe này cũng ở trong Sorento Club đấy, hay còn gọi là hội sò đấy ạ. Đấy, hội sò. Cụm đèn hậu này. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Cụm đèn hậu này rất là sáng này. Đấy. Đuôi gió, giá nóc đầy đủ hết cả rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp của chiếc xe 7 chỗ. Kiểu dáng rất là dài và trường xe. Năm kia la răng 5 cái kép hình ông sao này, hình ngôi sao rất là đẹp này, lòng dè này đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Bậc cửa này. Đấy, bậc cửa quý vị nhé. Gương chiếu hậu đây ạ, gương chiếu hậu gập điện này và xi nhan gương bên này. Đấy. La răng còn rất là đẹp, la răng rất là mới quý vị các bạn ạ. Lòng dè này còn rất mới luôn. À, rất là đẹp quý vị ạ. Màu này gọi là màu xám lông chuột đấy ạ. Ngày xưa là những chiếc xe của Kia màu xám lông chuột đã rất hot, từ những cái xe Morning rồi đến những chiếc xe Kia Cerato hoặc Forte đấy ạ. Màu xám lông chuột đều rất là hot quý vị bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Thì trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị bạn cùng xem nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Và đây là về cái những cái phần keo chỉ là còn nguyên này. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản này. Đấy, chiếc xe này thì đây, chưa thưa với quý bạn, chủ xe cũng rất là cẩn thận này, dán cả những cái phần này. Đấy, dán cả này chống xước này, cho nên là từ những cái nút công tắc này còn rất là đẹp đẹp. Đấy, cụm điều chỉnh lên xuống kính này, gương gập điện này đều rất là đẹp. Đấy, táp bi chưa có xước sát gì cả quý bạn ạ. Đấy, táp bi còn rất là đẹp, chưa có xước sát gì đâu ạ. Đấy, và đây ạ, bậc cửa này, từ bậc cửa này cho đến rất là đẹp luôn, Sorento này. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đấy. Chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Đấy. Và đây là toàn bộ về cái đồ của chủ xe đây, thưa với quý vị các bạn này, tôi còn chưa dọn ra đây. Đấy, tôi vừa mới lấy về cái là tôi đem ra đây là tôi chụp luôn đấy ạ, chứ chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Chưa có dọn rửa một tí nào luôn ạ. Đấy. Vô lăng còn rất là đẹp đấy quý bạn này. Vô lăng này, bọc da, tích hợp các phím điều khiển này, cruise control đầy đủ cả rồi. Đấy, nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe này. Ghế chỉnh điện này. Đấy, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau.
bên lái cho quý vị bạn cùng xem. Cũng giống như vậy này, keo chỉ là còn nguyên bản hết này, không có một chỗ nào mất keo chỉ đâu ạ. Đấy, ốc còn nguyên hết này, ốc bản lề còn nguyên này, nội thất đằng sau thì lại càng đẹp này. Đấy, và hai cửa nóc quý bạn nhé, đằng trước là gọi là cửa nóc, đằng sau có thể gọi là cửa sổ panorama. Đấy, rất là thoáng. Và đây nội thất thưa với quý vị các bạn, đây là do hơi bẩn một chút này, đây là bẩn quý bạn này, tôi chưa lau đi đâu nhá, đây là tôi chưa rửa một tí nào ở bên trong cả, chưa có dọn một tí nào bên trong cả, chỉ có rửa một chút về bên ngoài thôi, chứ còn ít nữa thì tôi sẽ dọn dẹp cái xe này, thì tôi bỏ hết đồ này ra, tôi bỏ hết đi và tôi sẽ cho dọn dẹp thì nó sẽ sạch sẽ, nó đẹp hơn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option của chiếc xe. Đấy, ngồi bên trong này thì rất là thoáng quý vị bạn ạ. Hai cửa nóc này. Đấy, rất là thoáng luôn các bạn nhá. Khóa thông minh. Đây, tôi sẽ bấm cái khóa này lên, phải đạp phanh thì mới nổ được, mà tôi không cần nổ nữa luôn. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây, thưa với quý bạn nhé. Cái đồng hồ này là tôi cũng cam kết là không tua, 17 vạn chuẩn nhé. Đấy. Camera hành trình, camera 360 đây quý bạn này. Đấy, camera 360 nhìn thấy là, bỏ cái này ra để cho quý vị bạn dễ xem nhé. Đấy, camera 360 này, nhìn quanh xe luôn đấy ạ. Đấy, và đồng hồ công tơ mét là 17 vạn chuẩn, chúng tôi cam kết là chúng tôi không tua quý bạn nhé. Đấy, vừa mới lấy về là như nào là tôi chụp, tôi quay như vậy luôn đấy ạ. Vô lăng rất là đẹp này. Sang cái này là cruise control, điều khiển âm thanh trên vô lăng. Đấy, cần số này, các thứ này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Đấy, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, táp bị lô, táp lô rất là đẹp thì quý bạn thấy đây ạ. Đấy, táp bi cũng rất là mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Từ táp lô, táp bi đều rất là đẹp này. Đấy. Và toàn bộ đồ này của chủ xe là tôi chưa bỏ ra, chưa có dọn đi một cái gì cả đấy ạ. Vẫn còn nguyên đồ của xe quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cửa nóc thì rất là thoáng. Và tiếp ngay sau đây thì tôi sẽ cho quý vị bạn xem về cái cốp sau. Đấy, cốp sau của chiếc xe quý bạn nhé. Cốp sau của chiếc xe. Đấy. Đấy, cốp sau cũng là đồ của chủ xe đấy ạ. Tôi còn chưa dọn đồ của chủ xe ra đâu, còn nguyên đồ đây này, chưa bỏ ra cái gì cả đấy. Cái này là đồ của chủ xe, tôi phải dọn ra để trả lại cho chủ xe nhé, mà tôi chưa dọn đấy ạ. Đấy, và nhìn về cái cốp sau thì quý vị bạn thấy được đấy ạ. Ốc cốp sau cũng còn nguyên này. Đấy, ốc cốp sau còn nguyên luôn nhá. Toàn bộ về cái nội thất này, chưa có dọn dẹp, chưa có đánh rửa đi mà nó đã đẹp như này rồi quý bạn ạ. Nếu như dọn dẹp đi thì nó rất là mới đấy ạ. Đấy, từ những cái phần trần quý vị bạn thấy đây, một chiếc xe mộc, mộc nguyên, chưa có dọn dẹp cái gì nhá. Hai cửa nóc rất là thoáng này. Và đằng sau này thì chủ xe cũng đã lót cái sàn, cái thảm 5D để cho cái cốp này nó sạch sẽ này. Đấy, phụ tùng đồ nghề thì có kích này. Đấy, còn không biết còn những cái gì nữa không, tôi cũng chưa kiểm tra kỹ đâu ạ, không biết đồ còn những cái gì nữa. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ còn nguyên này, keo chỉ còn nguyên này, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này. Đấy, táp đi rất là đẹp luôn, mặc dù chiếc xe này chưa có dọn dẹp gì cả đây ạ. Rất là nhiều người thích những chiếc xe mộc như này ạ. Có những xe, có những khách mà tôi mua về cái là tôi báo, vì là có những khách hôm trước hỏi tôi những cái xe ấy mà tôi không có, nhưng tôi mua về được, tôi báo là em vừa mới mua về được một chiếc xe như thế này và em chưa dọn đâu, thì lại khách lại bảo luôn là để nguyên như vậy cho anh đến anh xem chứ đừng cửa dọn. Đấy, có những người lại thích như thế. Thì chiếc xe này là đúng như vậy đấy quý bạn nhé, chưa có dọn, chưa có rửa gì cả đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Cũng bấm tay để mở cửa này, khóa thông minh, bấm tay mở cửa này. Keo chỉ, đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Đó, keo chỉ là còn nguyên bản hết này.
tab bi cánh cửa này, rất là mới quý vị và các bạn ạ. Sau 12 năm sử dụng với 17 vạn km mà chiếc xe còn khá đẹp đấy ạ. Đấy, đẹp này, từng con ốc luôn, còn zin này. Đấy, nội thất ghế da này, ghế da còn nguyên đây quý vị bạn nhé. Đấy, chưa có dọn dẹp gì một ít đồ nào ra này ạ. Đây, còn nguyên đồ của chủ xe này, vẫn còn nguyên đầy luôn này. Chưa có dọn đồ ra quý vị bạn này. Đấy, nhưng mà cơ bản quý vị bạn xem nó đẹp từ cái tắp bi này, mới như này này, đến vô lăng này, táp lô này, táp lô quý bạn xem từ những cái phần này nó còn rất mới, rất bóng này, mới nguyên đấy ạ, đấy, nguyên bản nhé chứ chưa phải làm lại đâu ạ, đấy, rất đẹp, táp lô, táp bi, rồi vô lăng, cần số đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ, rất là mới đấy ạ. Trần này, từ những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này, đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé, đẹp và đều xe đấy ạ, một chiếc xe nhập khẩu 7 chỗ ngồi, nhập khẩu bản Hàn Quốc đấy ạ. Nhập từ Hàn Quốc. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị bạn nhé. Trước tiên thì vẫn cho quý vị và bạn xem về ốc cabo. Đấy. Ốc cabo còn nguyên bản này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản luôn. Đấy. Keo chỉ cabo còn nguyên đây quý bạn nhá. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Chưa có bị mất một tí keo nào. Chưa mất một phân keo chỉ nào cả đấy, còn nguyên bản này. À, toàn bộ ốc nhá, từ như ốc chân cabo này, ốc tai này đều còn nguyên hết luôn quý bạn ạ. Đấy. Và cái phần đầu đây quý bạn này, xem cái phần đầu con này thì xe này thì cũng rất là thoáng, dễ xem, nếu như đâm đụng hay là va chạm gì cái là biết ngay. Đấy. Và điều đặc biệt thì thưa với quý bạn đấy, cũng như tôi chia sẻ là tôi vừa mới mua lấy về cái là tôi chỉ có đem ra đây là tôi chụp tôi quay thôi chứ còn chưa có dọn dẹp gì cả. Cái động cơ này tôi cũng để nguyên này này. Đấy, động cơ sau 12 năm sử dụng rồi mà còn khô như thế này đấy ạ. Khô như này đây, chỉ có dọn đi cái là cho nó mới thôi chứ còn nguyên bản đấy ạ. Nguyên bản từ những cái ốc chân máy đây các bạn nhá, ốc mặt máy này. Còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Động cơ này mà dọn đi thì đẹp lắm đấy ạ. Bây giờ chưa dọn thì nó hơi bẩn một chút ạ. Có những người lại thích để nó bẩn như thế này để cho nó thật. Có những người thì phải muốn nó dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ cơ. Nhưng không, nhưng mà yên tâm chiếc xe này thì rồi chúng tôi cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ đi thôi. Đấy, vì cái máy này thì từ năm 2010 đến bây giờ 10 năm sử dụng rồi, với 17 vạn km rồi thì nó cũng bẩn như thế này là điều đương nhiên rồi ạ. Đấy. Chưa dọn dẹp thì nó như thế này quý bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ. Đấy, toàn bộ về chiếc xe Kia Sorento 2010 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc phiên bản Limited hay còn gọi là phiên bản full xăng 2.4 máy xăng. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá 410 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chỉ 410 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc bản Limited này đấy ạ. Đấy. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Sorento 2010 nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.